Đây là đường ra bãi biển Bảo Ninh nhé. Bãi biển Bảo Ninh của tỉnh Quảng Bình tại thành phố Đồng Hới. Có cái hàng vòng xuyến to vất vả, gió dã man luôn. Hiện nay thì đang xây dựng thêm một khách sạn nữa ở bên này, bên trái. Gọi là bên trái thì chiều đang đi. Đấy, một cái thì đã có sẵn từ trước rồi, là cái bên phải. Cái bên phải cái này nó đã kín, không có lỗ, nó gọi là cái đực, khách sạn đực. Cái này khách sạn cái giống y xì nhau nhé. Cái này đang hoàn thiện rồi. Trăm cho 2 triệu tiền hoa hồng làm lộc được. Trời dã man không? Phí lào đẹp, thanh thang, thấy chưa? Bãi biển quá đẹp luôn. Bãi Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình. Vẽ vào bãi free, ăn gì trả tiền đấy. Đi ra ngoài đấy làm lon bia nhỉ. Bên kia có một tạc đá tượng trắng. Đá trắng đấy, cái kia là đá. Đá trắng yên bái. À, hai cái hai bên đang hoàn thiện thôi. Tập trung hoàn thiện cái đực trước. Đây là cái khách sạn cái. Chưa. À, cái này tại sao gọi là cái vì thế ở giữa nó có một cái lỗ tổng hống. Do nó tổng hống nên gọi nó là cái. Đó. Nhảy trực diện lên. Đến Quảng Bình thì ra tắm biển. Nên chỉ tắm biển thôi ra bãi này. Mấy bãi cơ. Bãi Nhật Lệ. Bãi Nhật Lệ thì thực ra ra bãi Nhật Lệ nó cũng hay. Nhưng mà bên bãi Nhật Lệ thì con sữa nó nhiều lắm. Nào bên bãi Nhật Lệ. Bên bãi Bảo Ninh này thì em chưa đi bao giờ. Hôm nay bắt đầu về đây. Nên chưa biết nó như thế nào. Chuyến trước là đi bãi Nhật Lệ. Đấy. À, cái khoảng cách từ khách sạn Amanda đến đây á thì nó rơi vào khoảng 10 phút, 600 mét đi bộ. Đấy, mình nghỉ tận Amanda cơ, ngay đầu cầu, cạnh dòng sông Nhật Lệ. À, khu đường bờ sông, sông Nhật Lệ là dòng sông mẹ suốt bơi chèo đò đưa bộ đội qua sông đấy. Tranh chống Mỹ cứu nước. Quảng Bình anh hùng. Quá đẹp luôn. Đây là cái bãi quảng trường. Cái bãi, một cái sân rất là rộng. Đấy. Rộng lắm mà đây thì không ai đâu, thưa thớt lắm. Mấy cái bãi Nhật Lệ kia, hàng ăn nó chỉ nó sáng sáng đi cơ, cái cảnh cái sân mừng thanh. Đấy, nhưng bên này thì lại không. Bên này nó làm khác. Kỳ có chỗ khác thế nào rất là sạch sẽ nhá. Cảm nhận đầu tiên khi bước chân vào đây thì thấy được cái bãi Bảo Ninh này thì cực kỳ sạch sẽ. Kiểu hôm nay thì cũng rất là mát, ra đây mát lắm. Kiểu rất là ủng hộ và đẹp, bãi biển rất sạch. Chưa vào đến trong còn chưa xuống biển là bị nghe nội quy rồi. Đấy, ở xa xa bên kia là mấy cái anh mà không biết bơi nhá. Cho nên không biết bơi nên là về là bị cảnh báo cứu hộ ngay. Khá đẹp. Rất là đẹp và sạch sẽ. V
vì bên Quảng Bình thì cũng không đông đông lượng khách đến lắm giờ này. Nếu bây giờ em đang đi là nó rơi vào tháng đang là tháng đầu tháng 4 nên là không chưa đông lắm. Đấy, bãi biển sạch, rất sạch luôn, bãi cát đẹp nên là bãi Bảo Ninh rất là sâu và dài. Đấy. Đó, hay. Các bác đến Quảng Bình thì sẽ gặp phải cố gắng mà sang khám phá cái bãi Bảo Ninh này nhé, tuyệt vời đấy. Đây xuống tắm này.